kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hải Hằng. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 11, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Theo một vụ hỏa hoạn xảy ra trên phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ con tàu đổ chất thải ra biển Vũng Áng. Sau 6 tháng mất tích, cuối cùng cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai bé gái bị mất tích chôn trong vườn nhà nghi phạm hiếp dâm tại Phú Xuyên, Hà Nội. Người dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn liều mình mưu sinh dưới các trạm biến áp, mặc cho các vụ cháy nổ đã từng xảy ra. Một nữ y tá người Úc bị bắt ở Campuchia vì cung cấp dịch vụ đẻ thuê bất hợp pháp. NASA phóng thành công vệ tinh trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ nhằm cải thiện công tác cảnh báo thiên tai thời tiết. Thưa quý vị, vào trưa ngày hôm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngọn lửa bắt nguồn từ một cơ sở kinh doanh hóa chất và nhanh chóng cháy lan sang hai ngôi nhà bên cạnh, khiến nhiều tài sản của người dân bị thiêu rụi. Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa nay, người dân nghe một vài tiếng nổ và phát hiện khói bốc lên từ căn nhà số 26, ngõ 281 phố Trần Khát Chân. Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và cháy lan sang số nhà 26 ở bên cạnh và nhà 7 ở phía sau lưng thuộc ngõ 283. Nó như kiểu rổ bình ga, nhưng mà bé hơn, không đến to như rổ bình ga. Nên là lúc đấy cũng hoảng, cháu chạy xuống nhìn đằng trước thì thấy đằng trước cháy ầm lên, cháu mới bảo các bác gọi 114. Đang sửa điện đây thì bắt đầu thấy cái khói đằng sau này. Thì tôi mới bảo cái nhà cửa hàng này khẩn trương gọi 114. Khi nhân viên đây nó quay thường, nó cứ bình thường. Thế mãi sau mới gọi, khi ngọn lửa nó bốc lên cao rồi bắt đầu mới gọi. Thì lúc bây giờ nó đã cháy kinh khủng rồi. Đấy, mới lại là điều gọi cho hết người ở nhà, tất cả nhà xung quanh để xuống. Do căn nhà số 7 kinh doanh phụ tùng ô tô xe máy là những vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bốc lên các tầng phía trên. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều 5 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, phần lớn phụ tùng ô tô xe máy của căn nhà số 7 đã bị thiêu rụi và hư hỏng nặng. Theo những người dân sinh sống tại khu vực này, ngôi nhà số 26 là nơi phát sinh vụ hỏa hoạn, vốn là một cơ sở kinh doanh hóa chất. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước việc liên tiếp ghi nhận 24 ca mắc virus Zika mới chỉ trong 4 ngày, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nâng số người nhiễm Zika lên con số 62. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương thống nhất quy trình thu dung và điều trị bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt theo dõi và chăm sóc bệnh cho các thai phụ. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 24 quận huyện của thành phố, hiện đã có 16 quận huyện có bệnh nhân nhiễm virus Zika. Quận Tân Bình phát hiện 2 ca bệnh đầu tiên trong ngày 11 tháng 9. Quận Bình Thạnh vẫn dẫn đầu với 13 ca bệnh. Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika hiện nay trên địa bàn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang thống nhất một quy trình thu dung và điều trị bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt theo dõi và chăm sóc bệnh cho thai phụ. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những địa phương có ca bệnh. Tuy nhiên, người dân, đặc biệt là thai phụ, cần chủ động phòng tránh dịch bệnh. Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa phát hiện và tiến hành tiêu hủy hơn 1 tấn thịt bẩn. Theo đó, chưa xả thải ra môi trường không đúng quy định, 10 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh xử phạt con số gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị nộp phạt nhiều nhất với con số 349 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu của các bệnh viện là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 đến 5 lần trong trường hợp nước thải từ 40 m3 một ngày đến dưới 60 m3 một ngày,
từ 10 lần trở lên trong trường hợp nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. Ngoài ra, nhiều đơn vị còn vi phạm không thực hiện quan sát, quan trắc môi trường, xả bụi thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị trên hoàn thiện các biện pháp xả thải chậm nhất là ngày 31 tháng 12. Từ tối ngày 20 tháng 11, cư dân mạng chia sẻ thông tin và clip liên quan đến một con tàu chở chất thải và đang xả thải trên vịnh Sơn Dương thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trong sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được thông tin và yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra làm rõ vụ việc này. Đây là clip được những ngư dân ở Hà Tĩnh khi đi biển thì phát hiện tàu có ký hiệu HN1111 đang xả thải ra vùng biển Vũng Áng cách đảo Sơn Dương 3,2 hải lý theo hướng Đông Nam. Theo ghi nhận của người dân, chất thải mà tàu đổ xuống có màu đục, bẩn, bốc mùi hôi thối khó chịu. Nhiều ngư dân bày tỏ lo ngại về việc tàu đổ chất thải có thể gây ô nhiễm vùng biển Vũng Áng, vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề sau sự cố môi trường Formosa gây ra. Nhận được thông tin, Bộ Tài nguyên Môi trường đã yêu cầu Hà Tĩnh kiểm tra. Trong chiều ngày hôm nay, trao đổi với phóng viên VTC14, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ con tàu này. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được tàu và chất thải do tàu nạo vét luồng lạch cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng thuộc khu công nghiệp Formosa. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ công bố thông tin và kết quả kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng ý chi hơn 1.000 tỷ đồng để giảm ô nhiễm cho bãi rác Đa Phước thuộc huyện Bình Chánh. Đây là một trong những nội dung thể hiện cam kết của địa phương này nhằm giảm mùi hôi từ bãi rác lớn nhất thành phố. Theo chương trình giảm ô nhiễm môi trường đến năm 2020, vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, địa phương này sẽ đầu tư 1.070 tỷ đồng từ vốn ngân sách để giảm ô nhiễm cho Đa Phước. Số tiền này sẽ được đầu tư giải phóng mặt bằng, tái định cư cho những hộ dân sống xung quanh bãi rác, trồng cây xanh cách ly khu vực bãi rác. Cũng theo kế hoạch này, việc giảm ô nhiễm môi trường được thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thực hiện 54 dự án với gần 64.200 tỷ đồng. Trong đó, phần đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nạo vét kênh rạch chiếm phần lớn với kinh phí hơn gần 51.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng chú trọng công nghệ xử lý tái chế và chôn lấp hợp vệ sinh. Trước đó, người dân ở khu vực Nam Sài Gòn liên tục phản ánh tình trạng mùi hôi xuất hiện, đặc biệt vào buổi chiều tối. Người dân cho rằng mùi hôi này xuất phát từ khu xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh. Trong tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả của cơ quan chức năng chỉ rõ chính bãi rác Đa Phước gây ra mùi hôi và sẽ sớm có hướng xử lý. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lắp camera khu vực chợ hóa chất Kim Biên thuộc quận 5. Đây là một trong những giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động buôn bán, lưu giữ hóa chất tại khu vực này. Theo văn bản mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát đi, Ủy ban nhân dân quận 5 phải tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh lưu giữ hóa chất tại chợ Kim Biên, tiến hành lắp đặt ngay các camera tại các cửa hàng kinh doanh hóa chất trong khu vực chợ nhằm giám sát chặt chẽ việc mua bán hóa chất, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực dự kiến xây dựng chợ mới để chợ có thể đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Chợ hóa chất Kim Biên được mệnh danh là chợ tử thần vì chuyên bán các mặt hàng hóa chất từ hương liệu thực phẩm đến các loại hóa chất độc hại, nhưng lại nằm ngay trong khu dân cư. Tháng 5 năm 2016, Bí thư Thành ủy đã yêu cầu chính quyền thành phố tính toán phương án di rời ngay khu chợ này, đồng thời quản lý chặt chẽ việc kinh doanh hóa chất. Một câu chuyện đang gây chấn động làng trên xóm dưới ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hai bé gái bị mất tích cách đây hơn 6 tháng ở thôn Vĩnh Trung đã được tìm thấy ở một nơi mà tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Đó là trong vườn nhà một nghi phạm một vụ án hiếp dâm. Khi bị bắt vì xâm hại một phụ nữ có chồng nhưng bất thành, Đào Văn Hùng, 30 tuổi, cùng xã Khai đã giết hai bé gái rồi chôn xác trong vườn. Ngày hôm nay, phóng viên VTC14 đã về thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái để tìm hiểu sự việc. Cả ngõ nhỏ râm ran cả ngày về câu chuyện hai đứa trẻ xấu số. Theo công an xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, sau khi hiếp dâm, nghi can đã ra tay sát hại và chôn hai cháu bé ngay trong vườn nhà mình. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và nhận diện thi thể, ngay trong đêm 20 tháng 11, gia đình đã đưa thi thể của hai cháu về nghĩa trang thôn Vĩnh Trung để tiến hành mai táng. Có đeo một cái vòng bạc, mấy hai khuyên tai, mặc cái áo, cái quần thì không thấy. Cứ 5 giờ là cháu đi là không thấy về là gọi là
đi tìm đây thì nó không thấy, chịu chết còn, chỉ có nhờ cơ quan pháp luật thôi. Đến chiều hôm nay, cơ quan công an điều tra đã tiến hành nhận diện ADN và lấy lời khai của các nhân chứng tại hiện trường của vụ án. Công an huyện Phú Xuyên đang tạm giữ Đào Văn Hùng để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra. Thế là hành động ấy là quá tàn bạo. Bất ngờ, hoàn toàn hai gia đình rất là bất ngờ. Không bao giờ nghĩ là trường hợp như thế này xảy ra. Trước đó, vào sáng ngày 19 tháng 11, Đào Văn Hùng đã có hành vi hiếp dâm một phụ nữ trong xã. Khi đang dở trò đồi bại thì bị người dân phát hiện và truy bắt. Đến sáng ngày 20 tháng 11, Hùng bị bắt và đưa về trụ sở của công an xã Khai Thái. Tại đây, Hùng khai nhận trước đó đã sát hại hai cháu bé, một bé 9 tuổi và một bé 10 tuổi. Cách đây 6 tháng, vào ngày 14 tháng 5 năm 2016, hai bé gái là chị em họ đã bị mất tích. Sau khi tìm ở nhiều nơi trong làng không thấy, ngay tối ngày 14 tháng 5, gia đình đã báo cho chính quyền địa phương và tỏa đi các nơi để tìm kiếm, nhưng không thấy. Liên tiếp một tuần qua, chiều cường dâng cao đã làm ngập nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngập nặng nhất ở những khu vực cửa sông, cửa biển, các tuyến sông lớn có nơi ngập sâu hơn 50cm, đã ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, những ngày qua mực nước tại các cửa sông dâng cao đạt 2,05m, vượt mức báo động 3, gây ngập trên diện rộng, nặng nhất là khu vực cửa biển Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, có nơi ngập sâu hơn 50cm. Đợt chiều cường này đã lấn sâu vào các tuyến sông nằm cách cửa biển hàng chục km, gây ngập nhà dân ở nhiều khu vực nội ô của thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, thị trấn Hòa Bình. Ngoài ra, chiều cường còn làm tràn bờ bao, ao hồ nuôi trồng thủy sản, gây xâm nhập mặn diện tích trồng hoa màu. Là điểm nóng của chiều cường trong nhiều năm qua, dù có nhiều kế hoạch, biện pháp được đưa ra nhằm khắc phục, thế nhưng đến thời điểm hiện tại, diện tích ngập do chiều cường tại tỉnh Bạc Liêu ngày càng nhiều hơn. Theo dự báo của ngành chức năng, từ nay đến cuối năm 2016 và đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mỗi tháng xuất hiện hai đợt chiều cường dâng cao trên 2 mét, vượt mức báo động 3. Trong khi chờ đợi khối không khí lạnh tràn về từ tối ngày 23 tháng 11, thì người dân ở miền Bắc vẫn phải đối mặt với dạng thời tiết oi nóng. Suốt 2 tuần qua, dạng thời tiết này đang khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, đổ bệnh, nhất là với trẻ nhỏ. Thời tiết giao mùa nóng lạnh thay đổi liên tục khiến nhiều trẻ bị viêm đường hô hấp, dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi, viêm amidan. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội cũng cho thấy số trẻ nhập viện tăng mạnh. Trong số khoảng 2.500 trẻ nhập viện mỗi ngày, rất nhiều em mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thời tiết oi nóng với bầu không khí đặc quánh, khói bụi sẽ vẫn còn duy trì trong 2 ngày tới, trước khi một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn về từ tối ngày 23 tháng 11. Bắc Bộ chuyển rét với mức nhiệt phổ biến 14 đến 17 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C. Không khí lạnh đi đến đâu sẽ gây ra mưa rào đến đó, xua tan ngay cảm giác nóng bức. Sau đợt này, liên tiếp trong các ngày 26 và 28 tháng 11, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh nên duy trì thời tiết rét đến hết tháng 11. Trong khi đánh bắt cá trên biển, một tàu cá gồm 18 thuyền viên đều ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, được tàu cứu hộ cứu nạn thành công. Sáng nay, tàu gặp nạn đã về đến cảng Lạch Quen. Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được tin tàu cá mang số hiệu NA93362 chở 18 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi cách biển cửa hội Nghệ An 30 hải lý về hướng Đông Bắc trong ngày hôm qua. Trung tâm đã liên lạc với tàu gặp nạn, hướng dẫn các thuyền viên, đồng thời điều tàu Star 411 lên đường ứng cứu. Đến chiều cùng ngày, tàu cứu hộ tiếp cận tàu gặp nạn. Sáng nay, 18 ngư dân đã về đến cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cũng trong chiều nay, tàu Cảnh sát biển 6007 của Hải đội 301 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu chữa, thăm khám sức khỏe và đưa 11 ngư dân bị nạn cùng tàu cá BD 99047 về đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn. Liên quan đến việc bồi thường cho người dân các tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển, đã có 2 tỉnh thực hiện xong việc chi trả bồi thường đợt 1 cho người dân là Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế với số tiền hơn 260 tỷ đồng. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh đền bù đủ 500 triệu đô la Mỹ, tương đương 11.500 tỷ đồng, chính phủ đã giao các bộ ngành triển khai phương án bồi thường và đợt đầu ứng trước 3.000 tỷ đồng cho 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Hoạt động chi trả bồi thường đã và đang được 4 tỉnh tích cực triển khai. Tại Thừa Thiên Huế, tính đến nay đã chi trả đền bù cho người dân với tổng số tiền 214 tỷ đồng, còn tỉnh Hà Tĩnh đã chi trả 56 tỷ đồng trên 159 tỷ đồng.
Ngoài hai tỉnh thành trên, các địa phương còn lại là Quảng Bình và Quảng Trị cũng đang tiến hành chi trả và sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2016. Vụ nổ trạm biến áp xảy ra tại quận Hà Đông đã khiến 5 nạn nhân bị thương vong trong những ngày qua, như một lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ các trạm biến áp trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay tại nhiều tuyến phố, nhiều người dân vẫn thản nhiên tụ họp, buôn bán, thậm chí là coi khu vực trạm biến áp như một địa điểm lý tưởng để mưu sinh, bất chấp nguy cơ cháy nổ luôn thường trực và có thể cướp đi sinh mạng của họ bất cứ lúc nào. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Ai cũng biết đây là biển cảnh báo nguy hiểm. Nhưng đối với người dân mưu sinh cạnh trạm biến áp này, thì giá trị biển cảnh báo này cũng chẳng khác gì những tờ rơi quảng cáo khoan cắt bê tông không đầu không cuối. Buổi chiều, buổi tối đi đón con, đón cháu về chẳng hạn, thì cứ đi qua cái chỗ này là rất nguy hiểm. Mà trẻ con thì nó rất hiếu động. Người ta cứ ghi ở trên là không được sờ, nhưng mà trẻ con thì nó có bao giờ nó tuân theo như là người lớn. Là người lớn thì nhìn biết chữ thì là không được sờ. Nhưng mà trẻ con nó có làm được như thế không? Phải chứ? Đấy, cho nên là họ làm việc nói chung là tùy tiện. Trên lý thuyết thì những trạm biến áp như thế này sẽ được bảo vệ một cách an toàn và có rào chắn, có biển cảnh báo. Tuy nhiên trên thực tế như quý vị có thể thấy thì những trạm biến áp như thế này nằm chỉ cách nhà người dân khoảng từ nửa mét đến một mét. Và điều đáng nói ở đây đó là những hộ dân kinh doanh bày bán các mặt hàng điện thì họ thường tận dụng trạm biến áp này để bày bán các mặt hàng, và điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nguy hiểm. Mọi hoạt động kinh doanh của gia đình chị Hoa tại tầng 1 vẫn diễn ra hàng ngày. Nguy hiểm là một chuyện, còn mưu sinh lại là chuyện khác. Có nguy hiểm, đấy, nhưng cuộc sống làm thế nào được. Ở đây thì rất là lo vì sao là, thứ nhất là mưa bão là một. Thứ hai nữa là những cái mỗi lần mà quá tải lổ là rất là sợ. Đấy, sợ nhiều lúc sợ khi chập cả trong nhà mình. Bây giờ muốn cái chuyển cái bốt điện đến chỗ khác. Một người chết, 4 người bị thương trong vụ nổ trạm biến áp tại Hà Đông. Đó là hậu quả quá rõ ràng cho sự chủ quan. Nhưng hiện vẫn có không ít bộ phận người dân không hiểu hoặc cố tình không hiểu về việc vi phạm về khoảng cách an toàn hành lang lưới điện. Cũng có nguy hiểm cho dân chứ, vì là khi nào mà nó bị chập cháy thôi, chứ còn bình thường thì có ảnh hưởng gì đâu. Lúc ra có vấn đề gì cả. Tức là đại khái là cái trạm nào mà nó bị thì nó bị, chứ còn nó rơi vào nhà ai nhà phải chịu, hoặc là ông nào đi đường qua ông rơi vào thì ông chịu, chứ còn chú ở đây suốt ngày chả mà mấy chục năm thì... Thực trạng này đang rất phổ biến và đáng báo động tại đô thị, nhất là khu vực đông dân cư như các quận nội thành Hà Nội. Thực tế cho thấy các trạm điện, tủ điện lắp đặt trên trục đường các thành phố là rất nguy hiểm, có thể gây chết người, đặc biệt là vào mùa mưa. Tuy nhiên đến thời điểm này, cũng giống như Hà Nội, hàng trăm thậm chí là hàng nghìn người ở thành phố Hồ Chí Minh hàng ngày vẫn chung sống cạnh các trạm điện, bốt điện. Cơ quan chức năng cũng chưa có giải pháp tháo gỡ thực trạng này. Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Hoa và con trai dành 7 tiếng đồng hồ đứng bán hàng cạnh tủ điện để mưu sinh. Bất kể là trời mưa hay nắng, dù có lo lắng khi đứng cạnh nơi có các tủ điện có công suất lớn. Tủ điện này nó mới làm xong có khoảng chừng tháng này à. Có bán sát ở chỗ đó đó. Ngày ở đây em bán 7 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ đến 7 giờ tối. Trời sợ chứ, giờ buôn bán phải chịu thôi chị. Những cảnh báo nguy hiểm có ở bất kỳ bốt điện nào. Nhưng dường như nó có chỉ để có. Người dân thờ ơ, người có chức năng không giám sát. Và không khó để bắt gặp những nguy cơ có thể xảy ra nếu cháy nổ. Quán nước, quán sửa xe sử dụng các tủ điện như nơi chứa đồ mưu sinh, thậm chí tận dụng các khoảng đất trống sát tủ điện, trạm biến áp để nấu đồ ăn, bất chấp nguy cơ cháy nổ, chập điện xảy ra cao. Nếu là như theo gì mua bán thì nhiều khi khách hàng ta lại mua hàng thì hoặc là người ta không có để ý đến. Mưa thì nói chung là cái này là rất là nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng người luôn á. Thì đầu tiên thì mình thấy cũng bình thường vậy đó. Nhưng mà mình thấy lúc mà sự cố mình mới thấy sợ. Dạ nó nguy hiểm, tại vì họ để nghĩ là họ không có nhận thức vậy. Thứ là sẽ phóng xạ, thứ hai mưa xuống là sự cố dập điện là chỉ chết mà thôi. Không có thể là sống nổi, ví dụ là sự cố xảy ra là hên xui. Những bốt điện, trạm điện còn được đặt sát nhà dân hay cửa hàng đông người. Nhìn bề ngoài có vẻ các bốt điện này vẫn an toàn vì nó đảm bảo khoảng cách quy định. Nhưng vụ cháy nổ mới nhất ở Hà Đông, Hà Nội cho thấy nhiều người ở khoảng cách xa hơn vẫn có thể bị nguy hiểm đến tính mạng nếu xảy ra sự cố.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, vào ngày hôm nay, hội nghị cấp cao lần thứ 24 Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại nước chủ nhà Peru đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả nổi bật là các nhà lãnh đạo đã khẳng định thông điệp mạnh mẽ, kịp thời về quyết tâm thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường chất lượng và phát triển con người. Đoàn đại biểu cấp cao của nước ta do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu tham dự sự kiện này. Kết thúc hội nghị APEC Peru 2016, tập trung thúc đẩy 4 ưu tiên chính: liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng chất lượng, thị trường lương thực khu vực, hiện đại hóa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực. Trong tuyên bố chung bế mạc hội nghị thượng đỉnh APEC, các nhà lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương khẳng định quyết bảo vệ tự do thương mại và chống lại bảo hộ mậu dịch. Được biết, chính sách bảo hộ mậu dịch trở thành mối bận tâm chính trong hội nghị thượng đỉnh APEC, nhất là sau khi người dân Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu EU và ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC được tổ chức tại nhà hát lớn quốc gia ở thủ đô Lima, Peru. Đây là sự kiện quan trọng nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Á Thái Bình Dương và được tổ chức thường niên cho dịp tuần lễ cấp cao APEC với sự tham dự của khoảng 1.000 đại diện các tập đoàn hàng đầu khu vực. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch nước truyền thông điệp chào đón các doanh nghiệp APEC sang Việt Nam tham dự CEO Summit trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi bị cấm ở Thái Lan, Ấn Độ và Nepal, nhiều đường dây để thuê mới đây đã chuyển địa bàn sang hoạt động tại các vùng quê của Campuchia. Cho nên Campuchia hiện nay được mệnh danh là một mảnh đất màu mỡ cho hoạt động để thuê ở châu Á. Vào ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11, một nữ y tá người Úc đã phải ra tòa ở Phnom Penh với tội danh điều hành một cơ sở để thuê vi phạm điều luật cấm để thuê ở Campuchia vừa mới được ban hành vào ngày 3 tháng 11 vừa qua. Người phụ nữ này tên là Tammy David Schaller, 49 tuổi, là một y tá đến từ Melbourne, Úc. Cô ta đã bị bắt giữ tại một căn hộ cho thuê ở Phnom Penh vào thứ Sáu tuần trước. Cuộc đột kích được dẫn đầu bởi trưởng phòng chống buôn lậu Campuchia, đại tá Keothea. Ông cho biết David Schaller đã bị giam giữ vì hành vi trung gian tiếp tay cho dịch vụ đẻ thuê và làm giả giấy tờ. Đại tá cũng cho hay David Schaller đã sắp xếp cho hơn 20 phụ nữ Campuchia có thai thông qua bệnh viện nơi mình đang làm. Ngoài ra, một bác sĩ y khoa hàng đầu của Campuchia, IVF, cũng đã bị bắt giữ. Tôi rất mong các nhà chức trách sẽ đảm bảo an toàn cho những người đẻ thuê, các em bé và cặp bố mẹ trong giai đoạn chuyển giao này. Những cuộc truy quét như thế này chính là động thái khẳng định rõ ràng rằng chính phủ Campuchia đang rất quyết liệt trong việc thực hiện chính sách này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện tại có đến 70 cặp vợ chồng người Úc tại Campuchia bị ảnh hưởng bởi cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Campuchia về việc đẻ thuê trong tổng số 400 cặp vợ chồng từ nơi khác. Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ Ấn Độ hiện đang chạy đua với thời gian để cứu các nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong các toa tàu sau vụ tai nạn vào sáng ngày 20 tháng 11 tại Ấn Độ, khiến cho hơn 130 người thiệt mạng. Các nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do rất nhiều hành khách vẫn đang bị mắc kẹt trong các toa tàu. Các lực lượng cứu hộ phải luồn lách vào từng toa tàu để tìm kiếm các nạn nhân. Do các toa tàu bị đổ lợn đè lên nhau nên để tiếp cận được các nạn nhân, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy cắt kim loại để đưa các nạn nhân ra ngoài. Rất khó để nói chính xác số người tử vong ngay bây giờ, bởi vì ngay khi chúng tôi tìm thấy một thi thể sẽ ngay lập tức được đưa đến bệnh viện huyện. Tại bệnh viện, nhiều người trong số những người bị thương nằm trên giường với các thành viên gia đình ở bên cạnh. Có rất nhiều người đã bị gãy xương và gặp những vết thương vô cùng nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương khi 14 toa của đoàn tàu cao tốc chạy từ Patna tới Indore đã bị chặn đường dây. Hải quân Hoa Kỳ ngày 20 tháng 11 đã cứu sống 6 thủy thủ từ một con tàu bị chìm cách ngoài khơi 5 km ngoài khơi New Bedford, bang Massachusetts. Những thủy thủ này đã được cứu sống và chuyển tới bệnh viện địa phương theo dõi tình hình sức khỏe. Theo Reuters, Trung tâm Chỉ huy Cảnh sát biển khu vực Đông Nam New England đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 9 giờ 30 phút theo giờ địa phương từ thuyền đánh cá Captain Jeff và thuyền trưởng của con tàu cho biết do va phải một tảng đá dẫn đến việc con tàu bị chìm. Hiện nguyên nhân của vụ chìm tàu vẫn đang được điều tra. Theo hãng tin Reuters, mới đây 12 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân nổi dậy ở khu vực do chính phủ kiểm soát tại Aleppo. Các cuộc tấn công xảy ra vài ngày sau vụ đánh bom nặng nề ở miền đông do quân nổi dậy kiểm soát. Tại mạn Tây Aleppo, nhóm phiến quân đã không kích một trường học, giết chết 8 em học sinh. Trong khi đó ở phía đông,
Các bác sĩ cho biết toàn bộ một gia đình, trong đó có 4 em nhỏ, bởi một quả bom thùng chứa khí clo. Chúng tôi bắt đầu chạy lại giúp mọi người chạy ra ngoài, nhưng khi chúng tôi đến gần, họ đã ngạt thở do khí clo. Những nạn nhân thiệt mạng này chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm người thiệt mạng kể từ cuộc tấn công thứ ba của chính phủ và các đồng minh với quân phiến loạn Đông Aleppo, một trong những phi vụ oanh tạc dữ dội nhất trong gần 6 năm chiến tranh. NASA mới đây đã phóng thành công vệ tinh Ghost A trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ nhằm cải thiện công tác dự báo và cảnh báo thời tiết, gia tăng cơ hội cứu sống con người. Đây là một phần của dự án trị giá 11 tỷ đô la Mỹ giúp theo dõi các cơn bão, lốc xoáy, lũ lụt, mây cho núi lửa và cháy rừng ở Mỹ. Theo đó, vệ tinh Ghost-R trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ có thể cung cấp hình ảnh phân giải cao và cập nhật thông tin thời tiết thường xuyên hơn, tạo ra một cuộc cách mạng trong công tác dự báo khí tượng. Vệ tinh Ghost-R sẽ tới quỹ đạo, xích đạo được định sẵn ở độ cao khoảng 35.888 km trong 2 tuần. Sau khi hoàn tất kiểm tra, nó sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 1 năm tới. Đây là vệ tinh đầu tiên được phóng kể từ năm 2010 và có tính năng vượt xa các vệ tinh trước đây. Nó có thể gửi hình ảnh trọn vẹn của Tây Bán Cầu trong mỗi 15 phút, thay vì khoảng thời gian 30 phút như hiện nay. Vệ tinh cũng sẽ gửi hình ảnh lục địa Mỹ cách mỗi 5 phút với hình ảnh của khu vực cụ thể, được cập nhật 5 giây một lần. Các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học Công nghệ cao cấp Hàn Quốc mới đây đã phát triển một robot mang tên là Bipod, có thể tự khởi động động cơ máy bay, điều khiển máy bay chạy trên đường băng, cất cánh, hạ cánh và chuyển hướng. Nhóm nghiên cứu hy vọng là có thể sử dụng Bipod để lái máy bay ở những khu vực nguy hiểm và thay thế con người trong tương lai. Theo đó, robot Bipod được thiết kế để lái máy bay mà không cần trợ giúp, có thể hoạt động ở những khu vực quá nguy hiểm đối với con người. Điểm ấn tượng nhất của Bipod là không đòi hỏi chỉnh sửa các mẫu máy bay theo tiêu chuẩn hiện nay. Bipod có thể vận hành cần điều khiển cùng tất cả công tắc và cần gạt trong buồng lái máy bay thông thường. Khả năng lái máy bay tiêu chuẩn mang đến cho Bipod lợi thế hơn so với các công nghệ lái tự động khác, đòi hỏi phải chỉnh sửa hệ thống điều khiển của máy bay. Trong những lần bay thử nghiệm, Bipod có thể đáp máy bay thành công đến 80%. Đây là một tỷ lệ khá cao so với robot, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu khi bay thực tế. Hiện con robot này đang luyện tập thêm trên một thiết bị mô phỏng. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.